xã Hoàng Đan, huyện Tam Dương, một miền mang đậm dấu ấn nghệ thuật dân gian Việt Nam. Trong sự hối hả tấp nập của cuộc sống ngày nay, người dân nơi đây vẫn gìn giữ và không ngừng mang lại sức sống cho loại hình nghệ thuật tuồng cổ. Cháu vừa được xem các bác luyện tập một đoạn tuồng mà đã cảm thấy rất là hay và thú vị rồi. Vậy bác có thể cho cháu biết là các bác bén duyên với nghệ thuật tuồng như thế nào ạ? Tôi bén duyên từ cái thuở tôi còn 12 tuổi cơ. Sợ đỡ đầu của nhà hát tuồng Trung ương về đây thì đã bồi dưỡng và trao dồi tất cả về nghệ thuật, về vũ đạo cho anh chị em chúng tôi trong đoàn. Cũng đã đi diễn tất cả mọi nơi xa gần. Gọi là đi chỉ có là trong miền Nam mà chưa vào thôi. Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước chúng tôi cũng đóng góp được rất là nhiều về cái thành tích trong công cuộc cách mạng về văn hóa này. Riêng cái đội tuồng của chúng tôi là cống hiến rất nhiều để phục vụ cho nhân dân, phục vụ cho những thương bệnh binh ở các nơi đấy. Vậy thì để biểu diễn được các vở tuồng các bác đã phải dàn dựng rất là công phu đúng không ạ? Vâng. Để mà biểu diễn được những vở tuồng ra mắt được nhân dân, khán giả được yêu mến thì anh chị em chúng tôi cũng phải dàn dựng rất là vất vả, rất là công phu. Thứ nhất là mời thầy ở dưới nhà hát về, phân công anh chị em về để mà dạy cho đội chúng tôi là người thì dạy nhạc, người thì dạy diễn viên. Và từng cái lúc mà tập diễn vũ đạo thì phân công anh thì kẻn, anh trống thôi, thì các những diễn viên là vai chính vai phụ coi là cũng là rất là vất vả. Để biểu diễn được một vở tuồng theo bác điều gì là khó nhất ạ? Cái khó nhất trong nghệ thuật tuồng là con người là phải nhất thanh nhì sắc, hai là cái vũ đạo, ba là cái hát là nó những cái làn điệu hát của nó là nó cũng khó. Đấy, là hát nam hát khách cái để hát là thế nào để mà cho nó luyến lấy cho nó được hay, hát nam bình nam thương, hát khách hát tẩu là những cái làn điệu nó rất là khó. Đấy, nên là phải có cái sự đòi hỏi, cái sự là gọi là kiên trì. Không còn là người nông dân trên đồng ruộng, không còn là người nội trợ hay người trông trẻ trong gia đình, khi luyện tập và biểu diễn, tất cả đã hóa thân vào nhân vật và trở thành những nghệ sĩ thực thụ trên sân khấu dân gian. Biểu diễn tuồng quan trọng nhất là lột tả được cái thần của sự kiện, nhân vật. Đi chiến đấu. Vòng đây. Yeah, đi. Bằng niềm đam mê, tình yêu với loại hình diễn xướng dân gian này, những thành viên câu lạc bộ tuồng Hoàng Đan không chỉ đưa nghệ thuật tuồng đến gần hơn với quần chúng nhân dân trong và ngoài xã, mà hàng ngày còn nuôi dưỡng tình yêu nghệ thuật tuồng cho thế hệ trẻ, góp phần mang lại sức sống bền bỉ cho những câu tuồng cổ giữa nhịp sống sôi động của muôn vàn loại hình nghệ thuật hôm nay.